Nó đang quay rồi. Anh cứ thế anh giữ thôi. Thế giữ cho nó cân vào được. Em lại lui sang đây một tí, lui sang bên này. Quay thôi gì? Vâng, đang quay rồi. Anh nói là nó cũng ghi hình luôn, ghi tiếng luôn. Anh lui vào trong ra ngoài một tí sang bên thì. Và tôi đi từ trong ra. Bác cứ đi tự nhiên. Cứ như thế anh cứ để cái máy này ở chỗ này. Anh cứ để cứng thôi. Và nhìn đến toàn bộ người. Anh để cứng ở cái chỗ giữa này. Anh để chính giữa. Chính giữa à? Vâng, anh để chính giữa. Thế là sáng lên nhau. Sao anh cắt ghép rồi? Vâng, sao cái nhìn nó chưa có chân thì anh cho xuống chân. Yeah.